Vương Ngọc xin đến một lớp trích đoạn trong vở tuồng Đường Gươm Nguyên Bá. Thiền sư, thiền sư ơi, ta tiếc vì ta không bằng loài dương trong ở trên rừng, tại vì thế con trên cành tại du trần long tơ, chẳng may dương mẹ bị tên còn biết tất chơi con, giang cho con bú thật nhiều rồi mới chịu buông tay, vì chẳng dắt muôn dân nên chúa công bị hoàn cảnh buộc dạng sông trong thước ngọc luôn vàng, nên mất đi sinh thú tự do. Ôi ngai vàng và viên ngọc, ta oán hận nó nhiều rồi. Thiền sư ơi, khanh có cách nào giúp ta rìa bỏ nó được chăng? Bẩm chúa công, thế tử Ngũ Châu vẫn còn sống, cô ta vẫn còn sống, cô ta đâu? Phu nhân kìa, Ngũ Châu, con cắt tay của con đã để lại giường tùy cúc sau một đêm tâm cuồng trí loạn. Phụ nhân ơi, con biết mình kém tài thương tướng, nên từ lúc giữa đêm khuya toàn ám hại cho thỏa mãn sự ghen hờn. Con đã thảm bại trước Đường Gươm Bạc Tuyền sứ quân, tướng tướng đã tha cho người chạy trốn, chỉ lặng lặng mang gươm đeo ở tư dân. Kể từ đó con không còn cách nào để luyện tập võ công, nên lòng dặn lòng vui với kẻ kinh và muôn đời nhớ người quân tử. Thêm công thức trước phong cách của người dũng sĩ tiêu hùng, vì người đã làm tăng thêm lòng mến phục của cách mạng hồng. Sau sáu tháng trời dưỡng bệnh, tôi không còn nghe ai nhắc tới Ngũ Châu, tôi mới biết rằng câu chuyện ngày xưa đã được thương lắm thầm dấu chân. Trời anh chớp trong đêm mưa và anh luôn để lại thương thương có là gì trong tiểu nhân. Đúng rồi, tài trí và đức độ của thượng tướng Nguyên Bá đây đã sánh ngang hàng với thầy của con Tông Sơn Thiền Sứ rồi đó. Chúa công tha thần giảng tả, chúa công tha thần giảng tả, chúa công đã mặc nhiên tha thứ kẻ gây ra thương tích cho người.
tư tiểu tư. Ngày nay tôi hoàng phủ phú, nắng xưa về trường phố. Quá đồ tư tàng lưu lại sân tư. Một lần nữa nguyên bá tôi xin kiến mình tả nổi. Xin tiểu tơ đừng hờn dần lúc xoay hương. Chỉ nhớ lại đường dung ngu mùi đã làm cho quen lòng ngà. Xin cảm ơn.